Các bạn, đây là chiếc cúp Đan Phượng Quốc lần thứ 10. Đây là em Thủy, cán bộ trung tâm, đó là người ta hết giờ đang cái chuyện để chuẩn bị trước cái giải tôi đề nghị hai đội thứ 10 giữa đội liên đoàn và kiểm tra nhân sự, và sau đó chúng tôi mới làm lọc rút cho các đội chụp ảnh lưu niệm đội trưởng đội hai và các cầu thủ. Chúng ta chuẩn bị trang phục cá nhân. Đề nghị các quý vị tại điểm là ban lãnh đạo của huyện, khán giả, cổ động viên của cả các đội, chúng ta ổn định trên khán đài. Và mời các quý vị đại diện chúng ta xuống hàng ghế dự trị để là trước cúp Đan Phượng Cúp quan sát và chứng kiến rất đẹp trận thi đấu chung kết trong buổi chiều ngày hôm nay. Và cũng chuẩn bị lễ ra thi đấu, chúng tôi đề nghị các đồng chí an ninh, y tế và các cháu nhận bóng lên vị trí sẵn sàng. Khán giả bắt đầu đang đến đông dần. Các đại biểu chúng tôi mời xuống hàng ghế xây dựng, và tất cả các cổ động viên của cả hai đội cũng như các khán giả đến xem trận chung kết, chúng ta ổn định đến một chỗ ngồi thật tốt để quan sát. Các quý vị đại biểu là đã đến sân, chúng tôi mời xuống hàng ghế danh dự ổn định chỗ ngồi thật tốt để chứng kiến và cổ vũ nhiệt tình cho hai đội. Như vậy là kiểm tra nhân sự đã xong, chúng tôi dành cho 5 phút để cho các cầu thủ một lần nữa chỉnh bước thẳng. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí, trong không khí tưng bừng phấn khởi của cả nước cùng toàn đảng toàn dân toàn quân đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng 65 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10, 73 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10, thực hiện kế hoạch số 120 ngày 17 tháng 7 năm 2019 của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và huyện đoàn Đan Phượng về việc tổ chức giải bóng đá Đan Phượng Cúp lần thứ 10 năm 2019. Giải được thi đấu từ ngày 4 tháng 8 đến ngày 5 tháng 10 năm 2019. Trải qua các vòng thi đấu, đến nay giải đã kết thúc. Hôm nay, ban tổ chức bế mạc giải và trao thưởng cho các đội tuyển và các vận động viên. Về dự bế mạc hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Văn Thìn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Trân trọng giới thiệu đồng chí Đặng Văn Hội, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, các đồng chí lãnh đạo, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn, Bí thư Đoàn Thanh niên, công chức văn hóa xã thị trấn, phóng viên Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao, tổ trọng tài, các huấn luyện viên, vận động viên và đông đảo nhân dân về dự, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí, được sự quan tâm chỉ đạo của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, của cấp ủy chính quyền, đoàn thể, các xã, thị trấn và sự hưởng ứng của nhân dân trong toàn huyện. Những năm qua, phong trào thể dục thể thao quần chúng được phát triển với nhiều hoạt động thể thao đa dạng, phong phú. Các môn thể thao truyền thống được khơi dậy và phát triển, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia rèn luyện sức khỏe. Môn bóng đá đã trở thành nhu cầu và món ăn tinh thần của cán bộ, công nhân viên chức, lao động, thanh thiếu niên và nhi đồng. Giải bóng đá Đan Phượng Cúp lần thứ 10 có 16 đội bóng với hơn 300 cầu thủ tranh tài ở 31 trận, 4 vòng đấu. Các đội bóng đã thi đấu đoàn kết, trung thực, nhiệt tình, cao thượng, thể hiện đối đá hiệu quả, cống hiến cho khán giả nhiều đường bóng hay, nhiều pha bóng đẹp mắt. Những trận đấu gay cấn, kịch tính để lại nhiều tiếc nuối cho cầu thủ và khán giả. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí,
giải bóng đá Đan Phượng Cúp lần thứ 10 hoàn thành đúng kế hoạch và thành công tốt đẹp. Sau đây, ban tổ chức xin công bố và trao thưởng cho các cá nhân và tập thể đạt giải như sau. Khi tôi đọc đến tên tập thể và cá nhân nào thì đề nghị các tập thể và cá nhân nhanh chóng đứng lên phía trước để nhận giải. Về trao giải cá nhân, cầu thủ xuất sắc nhất giải, cầu thủ Đỗ Văn Nam, đội tuyển xã Đồng Tháp. Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải, cầu thủ Nguyễn Văn Hiện, với 5 bàn thắng được ghi. Thủ môn xuất sắc nhất, thủ môn Lê Văn Tuyền, đội tuyển xã Đồng Tháp. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Thị Thanh Phúc, Phó Bí thư huyện đoàn lên trao giải cho các cầu thủ. Đội bóng đạt giải phong cách thuộc về đội tuyển xã Thọ An. Xin mời đại diện đội tuyển xã Thọ An lên nhận giải. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện lên trao cờ giải thưởng cho đội tuyển xã Thọ An. Hai đội tuyển xã Trung Châu, xin kính mời đại diện hai đội bóng lên nhận giải. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Vũ Đình Tuấn, huyện ủy viên, bí thư huyện đoàn lên trao cờ và giải thưởng cho hai đội. Giải nhì của giải đấu, xin kính mời đội tuyển xã Đồng Tháp đứng lên phía trước một bước để nhận giải. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Đặng Văn Hội, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban dân vận huyện ủy lên trao cờ và giải thưởng cho đội bóng. Sau đây, ban tổ chức sẽ trao giải nhất cho đội vô địch và đoàn cúp của mùa giải năm nay. Chức cúp năm 2019. Chức cúp đang di chuyển vào giải nhất và vô địch của giải năm nay. Yeah, that's
cầu thủ xã Liên Hồng đứng lên. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Lê Văn Thìn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, nhân trao cúp, cờ và giải thưởng cho đội tuyển xã Liên Hồng, đội tuyển vô địch giải đang tiếp tục vào chung kết hôm nay. Kia là đội Á quân, đội Đồng Tháp đang chụp ảnh lưu niệm và các đội cùng chụp với đội U11 của Đồng Tháp. Và đội bên nào đang chụp ảnh lưu niệm để các cán bộ lãnh đạo của xã và huyện. Trận đấu rất hay nhá, cảm ơn các bạn. Chúc mừng. Đây kia rồi, xin chụp em.